Mưa nữa, buồn quá, chưa lên cá mà mưa. Giữa hay bên kia? Chà giữa hay bên kia? Mình cần bên đây nè anh hai, cần bên đây nó mới nhịp. Như nào cần bên này nó mới gãy cái nến luôn.
Hết mất một khúc rồi. Dĩa cắn hai một cái còn để lại dấu găng này nữa. Dĩa trùng luôn hai cái vậy. Lấy lá cách vừa chạy vô. Lấy lá cách vừa chạy vô. Không cắn được. Không, không cắn. Được không? Đi. Cái ta cái ta rồi đó, lên cái ta rồi nha. Lấy hên đi. Nói gì cả. Lấy đầu gồng. Lấy đầu gồng kìa. Lên đây cho lên luôn đi. Lên cá các bạn. Cá khủng. Cá ăn là gì luôn.
Ôi gì đây? Gì da? Gì mày? Để xuống đây. Trời ơi. Gì vậy? Gì ghê cha. Lần đầu tiên đi câu dính con rắn luôn các bạn. Rắn là gì ghê. Ok. Liệt cá hay gì. Trên ghinh nó qua bờ đi. Ghinh nó bờ đi. Đi qua bờ kia. Thao dây nè. Để xuống, để xuống rồi. Hết hồn các bạn. Rồi nó dính vô cái miệng ghê luôn kìa. Lần đầu tiên mà đi câu mà dính con rắn các bạn. Rồi ghê không? Giật con tát con mỏ nữa. Chắc nó ăn được ta, chắc nó ăn tùng quá. Ham ăn chi dính. Lần đầu tiên trong đời luôn. Nó gà. Trời ơi, nó móc, cái móc hàm dưới mới ghê chứ. Hầu nghĩ nó tát một khúc luôn á. Tát mỏ rồi. Để nó ăn cho tao. Ôi chi vậy. Trời ơi, lần đầu tiên câu dính rắn luôn trời. Con này, cái là quý con hay gì, quý chệt. Thôi thả đi. Cho đi đi. Gã nó rồi các bạn. Mọi. Đi. Ghê không? Nó chở buồn buồn kìa. Ui. Phải thả đi. Quăng nào à? Quăng xuống lại giống này nè. Chỗ câu đúng đẹp luôn. Chiều mát kia. Có lúa, có ruộng luôn. Đây là kênh anh em tôi đang câu các bạn. Hồi nãy anh em tôi câu ngoài kia. Mới chuyển vô đây. Nước đầy. Giờ anh em tụi tôi cuốn cần về thôi các bạn ơi. Chiều rồi. Đói bụng rồi các bạn ơi. Sống luôn mới ghê chứ. Đạn nhỏ.
xe. Thôi về thôi các bạn ơi.